Có những thói quen thật khó để từ bỏ. Với Pep Guardiola, ông không thích những thứ thuộc về bản năng quá nhiều trong đội hình của ông, bởi ông cần một bộ máy vận hành khoa học chứ không phải một đội bóng hoang dã. Tuy nhiên, chắc chắn có một thói quen mà Pep không bao giờ yêu cầu trò của mình từ bỏ, đó là thói quen mang bóng về nhà của Erling Haaland. Haaland có thể mang càng nhiều bóng về nhà càng tốt, vì điều đó tốt cho cậu, cho đội bóng của ông, miễn là Haaland đừng phá kỷ lục của Messi, dù cho là ở FA Cup, một đấu trường mà Messi chưa bao giờ đặt chân tới. Thói quen ghi hat-trick của Haaland có lẽ đã trở lại sau một thời gian dài người ta cho rằng anh đã bị bắt bài. Không còn là quái vật đầu mùa giải nữa, cũng được thôi, anh sẽ ghi hat-trick đấu trường khác. Hat-trick nào mà chẳng là hat-trick, anh vẫn đang cầm bóng về nhà kia mà. Nếu được cầm bóng Champions League về nhà thì còn tốt hơn nữa kìa. Đây là một trận đấu đặc biệt, không phải chỉ với Haaland mà còn với cả Man City. Vincent Kompany, người từng là đội trưởng của câu lạc bộ Man City dưới triều đại của huấn luyện viên Pep Guardiola từ năm 2016 đến năm 2019, cùng với Burnley làm khách trên sân vận động Etihad trong trận đấu ở FA Cup vào ngày 19 tháng 3. Đây là lần đầu mà Vincent Kompany trở lại thành Manchester sau hơn 3 năm chia tay. Pep Guardiola có nhiều học trò giỏi và hôm qua ông lại vừa được trực tiếp chứng kiến và thử nghiệm một người khác. Nhưng có lẽ là trò vẫn còn thua thầy của mình rất nhiều, thì số 6-0 ngày hôm qua là đủ để chứng minh điều đó. Pep Guardiola đã thực hiện nhiều thay đổi trong cuộc đối đầu này so với đội hình xuất phát gần nhất mà ông đã sử dụng trong trận thắng 7-0 cho RB Leipzig. Gundogan, Grealish, Silva, Stone, Kanji và Ake không đá chính. Nhưng Haaland cũng là một nhân tố chính khác vẫn được ra sân. Có lẽ Pep cũng muốn cầu thủ này cải thiện thêm thành tích ghi bàn của anh, nhất là khi gặp một đội bóng không quá mạnh như Burnley. Ở một trận đấu có tỷ số cực đậm, sẽ thật thiếu sót nếu không có cái tên Erling Haaland trên bảng tỷ số. Thậm chí là thiếu sót nếu như tên của anh không được hiện lên nhiều lần. Erling Haaland có cho mình hat-trick thứ 6 của mùa giải sau khi Man City đánh bại đội đầu bảng Champions League Burnley ở tứ kết FA Cup. Chỉ vài ngày sau khi ghi 5 bàn vào lưới RB Leipzig ở Champions League, cầu thủ người Na Uy đã bổ sung thêm một quả bóng thi đấu khác vào bộ sưu tập của mình sau màn trình diễn áp đảo. Không chỉ có Haaland chơi hay, Julian Alvarez cũng suýt nữa được mang quả bóng về nhà như Haaland khi cầu thủ người Argentina đã ghi một cú đúp trong hiệp 2 sau pha lập công của Cole Palmer, khiến cho sự trở lại sân vận động Etihad của cựu đội trưởng Man City Vincent Kompany ác mộng hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ giành cú ăn 3 của Man City diễn ra thuận lợi và đội quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn còn nguyên cơ hội cho cả 3 đấu trường. Sau chiến thắng này, Man City sẽ giành quyền vào chơi bán kết FA Cup, cho dù Man City thống trị bóng đá Anh kể từ khi Pep Guardiola tới đội bóng này vào năm 2016. Nửa xanh thành Manchester chỉ mới giành được FA Cup một lần vào năm 2019 và huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẽ rất muốn đội bóng của ông tiếp tục chinh phục chiếc cúp này. Man City kiểm soát bóng vượt trội ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, nhưng những cơ hội ban đầu vẫn chưa được chuyển hóa một cách rõ rệt. Mọi thứ phải đợi cho đến phút thứ 32. Erling Haaland đã có những pha di chuyển khởi động thông minh, anh ẩn mình trong hàng thủ đối phương và khi Alvarez thực hiện một đường chuyền hoàn hảo cho cầu thủ người Na Uy, bản năng sát thủ của Haaland mới trỗi dậy. Anh đi bóng trước cầu môn Burnley và chọc thủng lưới thủ thành Jacob Farrell. Cầu thủ người Na Uy chạm bóng bằng ngón chân khiến thủ môn Burnley bất ngờ và bị Haaland vượt qua tình huống này. Haaland có cho mình bàn thắng thứ 40 của mùa giải. Sau đó chỉ chưa đầy 3 phút, Erling Haaland tiếp tục chứng minh anh là một tiền đạo toàn năng khi có những pha di chuyển vô cùng khôn khéo. Cựu tiền đạo của Borussia Dortmund đã một lần nữa thực hiện lại mánh khóe ở bàn thắng đầu tiên để nhân đôi cách biệt cho Man City. Anh tự tìm cho mình khoảng trống góc xa để ghi bàn sau khi nhận đường chuyền của Phil Foden đối diện với khung thành và hai pha lập công của Haaland chỉ cách nhau 179 giây mà thôi. Haaland lại tung ra một cú dứt điểm tinh tế bằng chân trái vào góc dưới trái cầu môn để đánh bại Pietro Faro từ cự ly gần. Và phút thứ 59, sau khi bị thủ thành Pietro Faro từ chối bàn thắng ở phút thứ 56, Haaland đã thành công bỏ túi hat-trick thứ 2 trong tuần. Foden tiếp tục lên bóng tấn công phía cánh trái và thực hiện một cú sút tầm thấp về phía khung thành. Cú sút của Foden chạm cột dọc, nhưng bóng dội thẳng đến chân của Erling Haaland và nhiệm vụ của Haaland quá đơn giản cho một sát thủ như anh, chỉ cần đưa bóng vào khung thành trống mà thôi. Quả bóng thứ hai để đem về cho Erling Haaland trong tuần này quả là khủng khiếp. Haaland có một tốc độ theo đuổi bóng cực kỳ khủng khiếp chứ không phải cầu thủ người Na Uy chỉ chôn chân chờ đồng đội của mình truyền trong vòng cấm. Haaland sở hữu khả năng chọn vị trí, tốc độ, sức mạnh, tranh chấp và thể lực, có lẽ tất cả đều hoàn hảo. Điều này cũng được chứng minh trong trận đấu với RB Leipzig chỉ vài ngày trước, khi ở phút 23, sau một pha bóng bật ra từ một cú sút chạm xà ngang của đồng đội, Haaland đã lập tức có mặt trước khung thành để nhanh chóng thực hiện cú đánh đầu vào lưới của Leipzig, khiến cho thủ môn của đội bóng Đức không kịp xoay sở, bởi tự nhiên trước mắt anh lại có bóng hình của người khổng lồ, quái vật từ đâu đó tới. Cú hat-trick này của Haaland nâng tổng số bàn thắng của cầu thủ người Na Uy trên mọi đấu trường trong mùa giải đầu tiên của anh với Man City lên 43 bàn.
giúp anh trở thành cầu thủ thứ 6 tại Premier League ghi được hơn 40 bàn thắng trong một mùa giải và là người đầu tiên kể từ Harry Kane và Mohamed Salah có được điều đó trong năm 2018. Haaland cũng trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ John Wack của Liverpool, 1984-85 lập hat-trick ở cả hai giải FA Cup và Champions League trong cùng một mùa giải. Tuy nhiên, Erling Haaland cũng vẫn rất khiêm tốn khi trả lời phỏng vấn. Anh tiết lộ mình không thật sự đặt mục tiêu ghi bàn cho mình trong mùa giải này. Anh nói tôi không đặt mục tiêu tổng số bao nhiêu bàn thắng trong mùa giải này. Là một tiền đạo tôi thích ghi bàn, nhưng trọng tâm của tôi không phải là ghi bàn, mà là tận dụng cơ hội. Nếu bạn có cơ hội, bạn phải tận dụng điều đó. Vì vậy, đó là những gì tôi cố gắng tập trung vào. Có lẽ vì thế mà Haaland luôn chạy theo bóng, bởi anh muốn tận dụng từng cơ hội một để có thể ghi bàn. Và tất nhiên, Pep Guardiola cũng không thể giấu được sự kinh ngạc của mình trước màn trình diễn quái vật của cậu trò người Na Uy. Sau màn trình diễn xuất sắc của Haaland trước Leipzig, Pep Guardiola thay Haaland ra sớm, dù anh có thể ghi thêm bàn đi chăng nữa. Và vì thế, nhiều người cho rằng Pep đang muốn ngăn cản Haaland phá kỷ lục của Messi tại đấu trường Champions League. Và hôm nay, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã có một pha đáp trả vô cùng hài hước với truyền thông. 8 bàn trong 4 ngày, tôi đã chơi 11 năm ở Barcelona và chỉ ghi 11 bàn. Haaland đã làm được điều không tưởng. Tôi đã thay Haaland vào sau khi cậu ấy ghi 3 bàn để không phá kỷ lục của Messi ở FA Cup. Trên thực tế, Messi chưa từng thi đấu ở Anh, chứ đừng nói là FA Cup. Phát biểu này cũng để chứng tỏ rằng Pep Guardiola không cần một ai dạy ông phải chọn đội hình như thế nào và phải làm thế nào để cầu thủ của ông phá kỷ lục. Ông không ngăn cản ai ghi bàn và phá kỷ lục của ai. Nếu muốn làm điều đó, ông đã có thể thay Haaland ra từ khi sớm hơn nữa. Pep Guardiola cũng từng cà khịa, tôi có nhiều thông tin về đội bóng của mình hơn những tài khoản Twitter. Và rõ ràng là như thế rồi, ông là huấn luyện viên trưởng cơ mà. Suy cho cùng, Pep Guardiola là một huấn luyện viên xuất sắc và Erling Haaland là một cầu thủ xuất sắc. Huấn luyện viên xuất sắc biết cách làm cho cầu thủ của mình tỏa sáng. Và điều ngược lại, cầu thủ giỏi cũng khiến huấn luyện viên của mình trở nên xuất sắc hơn nữa. Haaland may mắn có những người thầy khiến anh ngày một tỏa sáng hơn, vượt xa khỏi bản năng trông thấy. Và giờ đây, anh đang là cầu thủ của Pep Guardiola, một bậc thầy trong bóng đá và từng nâng tầm rất nhiều ngôi sao. Để tìm một người xuất sắc hơn ở thời điểm này, có lẽ thật khó. Dù có phá kỷ lục hay không, nếu mùa giải này Erling Haaland cùng với Manchester City không có cúp, điều đó cũng thật vô nghĩa. Haaland đã trải qua những năm tháng không giành chức vô địch quốc gia khi quang áo Dortmund, và chắc chắn anh cũng không muốn nối dài thành tích này. Trước mắt họ là Arsenal với chỉ hơn 5 điểm và còn tới 11 trận đấu nữa. Quan trọng hơn cả, thử thách cao như núi đang ở trước mắt họ là Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Champions League là đấu trường quan trọng nhất ở mùa giải này với đoàn quân của Pep Guardiola, và tất nhiên Haaland cũng khát khao có cho mình chiếc cúp này lớn hơn bao giờ hết. Mặc kệ thế giới nói gì, có lẽ hai thầy trò Pep Guardiola và Erling Haaland hãy cùng mang về chiếc cúp Champions League và phá thêm thật nhiều kỷ lục. Hy vọng trước mắt cả hai thầy trò đều là cầu vồng, là những ký ức đẹp hơn nữa của một nhà vô địch.